Diễn viên miền đất Phúc đột ngột qua đời, cộng đồng mạng xót xa khi gia đình thực hiện di nguyện đặc biệt. Các nghệ sĩ và khán giả vô cùng đau buồn khi nhận được thông tin nghệ sĩ ưu tú Minh Sang, ông Diệp trong miền đất Phúc đã ra đi mãi mãi. Ông đã có nhiều cống hiến cho phim ảnh, sân khấu, cải lương. Theo thông báo của người thân, nghệ sĩ ưu tú Minh Sang trút hơi thở cuối cùng vào lúc 20 giờ 45 phút ngày 27 tháng 12, hưởng thọ 75 tuổi. Trên trang fanpage của đoàn cải lương Hương Tràm cũng đã đăng tải bài viết thông báo nghệ sĩ Minh Sang qua đời khiến khán giả xót xa. Trước khi qua đời, ông bị đau đầu và được đưa vào một bệnh viện ở thành phố Hồ Chí Minh để chữa trị. Các bác sĩ chuẩn đoán nghệ sĩ ưu tú Minh Sang bị xuất huyết não và dù tận tình chữa trị, nhưng ông không qua khỏi. Sự ra đi của nghệ sĩ ưu tú Minh Sang khiến cho gia đình, đồng nghiệp và nhiều khán giả tiếc nuối. Lúc sinh thời, ông Diệp của phim Miền Đất Phúc có di nguyện được nằm gần sân khấu. Phía gia đình đã quyết định tổ chức tang lễ cho nghệ sĩ ưu tú Minh Sang tại hội trường sân khấu đoàn cải lương Hương Tràm, nơi ông gắn bó với hoạt động nghệ thuật lâu năm cho đến khi về hưu. Nghệ sĩ ưu tú Minh Sang là một nghệ sĩ đa tài, hoạt động trong nhiều lĩnh vực nghệ thuật. Ông ghi dấu ấn với khán giả và trở thành một mảnh ký ức khó quên đối với bao thế hệ mê phim ảnh qua vai diễn ông Diệp trong phim Miền Đất Phúc. Đồng thời, ông còn là một nghệ sĩ cải lương. Năm 2004, nghệ sĩ ưu tú Minh Sang nghỉ hưu. Năm 2004, nghệ sĩ ưu tú Minh Sang nghỉ hưu sau 27 năm công tác tại đoàn cải lương Hương Tràm. Cuộc sống tuổi xế chiều của cố nghệ sĩ tương đối bình lặng. Ông trang trải cuộc sống bằng lương hưu, thỉnh thoảng nhận chấm thi, làm giám khảo các cuộc thi văn nghệ.